thành siêu nhân, hợp thể bánh thú. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ARK Gaming Online. Hay là mùng mấy Tết, mày mùng 3, mùng 4 đúng không? Mùng 4. Mùng 4 Tết, nói chung thì gần Tết chuyển sang mùng 5. Tết hay là ngày thường gì cũng như nhau, hình như Tết nó còn cực hơn. Nhiều bạn nói là đúng rồi. Nhiều bạn nói là ngày nào đối với tụi mình cũng là Tết, nhưng mà thấy đối với tụi mình là Tết nó còn khổ hơn ngày thường nữa. Đây, thì bây giờ trở lại nè, đợt trước là cái host mình lỗi nó không ra thú của Anunnaki nữa không? Mình xóa, mình làm lại, mình chết lại đồ hết. Nhưng bây giờ mình dời ra cái đảo này, ngoài kia mấy con Bronto nó mạnh quá. Thì có một điều đặc biệt á, thì bây giờ mình nói trước nè. Đây là mình bỏ cái mod tăng level lên đi rồi, bỏ cái mod đó đi cho chơi nó hay chứ. Để tăng level thì nó dở quá. Nhưng mà mình bây giờ chỉ có cấp 101, còn anh em nhìn Minh Sike. Đây, đấng Minh Sike cấp 266. Kêu đó tạo nhân vật lại nó không chịu. Tạo cái gì tạo, nó đỉnh vậy thôi chứ. Giờ nó không chịu, nó giữ được cái file lưu cũ này cho con hot mình giờ. Coi chạy như The Last vậy. Cái này là hợp lý, mà cỡ gặp cái gì cái là chạy đi. Chứ sao. Rồi thì về á, mình khi mà mình bỏ đi những cái mod mà cái mod tăng level á, thì mình đã sử dụng lại, mình đã tăng những cái chỉ số lên x3, có nghĩa là máu x3, stamina cũng được x3, oxy, food, nước, hay là sức chứa, là đam, đặc biệt là đam x3 là cái này là mình sẽ rất là thích nè. Tốc độ chạy x3, rapid kill đồ, positive gì. Tao cần súng đạn. Nè, nỏ đen trong cái bàn Mithy nè, bàn Mithy dưới đây nè. Mày đứng trên đó mà bấm cái chừng vô Fabi á, cái Fabi nằm trên Mithy luôn. Cái nỏ, cái nỏ 6 rồi mấy trăm đam được á. Đây, còn mày lấy ngay cái làm trứng bờ te đi nè, trứng bờ te để trong tủ lạnh đi nè. Thôi, tên đọc lấy ít thôi, tội nghiệp. Lấy phạt lấy hết luôn phải không? Ít là lấy hết trăm mấy mũi phải không? Hiểu không, tao lấy 250 à. Thôi thì mình sẽ ke vô thì mình cho nó đẻ tiếp đi. Thì đây nè, mấy con thú giống mà mình cho đẻ thì mình để trong đây rồi. Ok. Nhưng mà khi mà mình thấy mà mình sẽ ke vô nên mình tiếp tục cho bờ te đẻ. Đây, trứng đây nè. Ê, mã đâu mày? Không có mã tấu, chưa có lụm được. Nè, là đây nè. Nè. Tại sao lại thiếu thốn mã tấu? Lụm cái, đó. Lụm gì? Lấy cái trứng bờ te ra là đây ấp đi, rồi có mà xài. Trời đất ơi. Đó, tao... là đây nè. Ủa, thì có mấy con đây cỡ luôn chứ ấp làm không, gì? Của tao, mày ấp của mày bay nó mới nhanh được. Đây nè, chỉ số lên thêm chỉ số. Đâu, ấp đâu? Rồi, thả đây đi. Đây có cái máy ấp trứng đây với xong ấy lôi con xuống con dưới. Con này nào đây? Nani bảo mẫu á, nuôi con á, nuôi con giùm mình á. khoái. Bên chị kêu là nghe mấy cái đó là khoái. Ủa nói chứ mới tắm rửa xong đầu tóc chưa. Ủa mày mà sao? Quýt cam luôn. Sao tao chọi ra bể trứng ra con luôn rồi nè. Thì tại nó ấp sẵn rồi, con gà dịch, gà đầu gà đít dịch kia ấy, lại e đi trời con nó chạy. Rồi tắt ấy, tắt Wanderin. Detonable Wanderin nè. Đặt tên đi, đặt tên Minsike. Tên luôn hả? Rồi, passy cho nó thôi. Được rồi. Thì tình chứ nay ARK để cam mấy, ở đây đi. Mấy này quýnh được không? Gì? Mấy này chắc là giọng đấm chắc cứ nằm la liệt quá. Đó là cái con này là nuôi mấy đồng cức á. Làm tới chuyện mà cứt đái là nó đó. Vãi thiệt. Con gà này là ấp trứng, gà này đẻ ra nó ấp trứng. Tao thấy tới 3-4 đứa lận. Còn thì... đứa đâu? Con nhỏ đứng trên đây ở bảo mẫu hả? Bảo mẫu. Nani. Vậy có 2 đứa à. Đó, mình sẽ thấy công nghệ mới rồi nha. Đó, tại mình chơi đó. Mình chơi dạng mà chơi ít người mà. Chứ tao thấy lạ lắm luôn á. Nhanh chứ hơi đầu rảnh đâu ngồi nuôi á anh em. Rồi. Bờ te mày lớn lên làm cái yên đi, chế yên đi. Này chưa tắt follow con bờ te nữa. Thích ra giùm luôn. Chế yên bờ te đi, sắp lớn rồi đó. Đây, yên bờ te có đồ à, chế. Nuôi thú ít cao lắm. Tao có gì tiền sẵn ấy. Rồi. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mình Sike đi bắt thú anh em ạ. Ê khoan, tao có cái này cho mày nè. Cây mã, mày đưa mã cho tao là số nhất. Cây thương độc 521% đam. Đưa đây. Ở thương độc 521% đam. Tuyệt vời. Mà giữ nha. Mình chỉ ke giờ để khoan. Ra ngoài đây kiếm gì test coi, chạy ra đây coi. Chờ bờ te lớn đi ra ngoài test coi. Vậy. Để đây coi, test coi có gì test không. Để tao coi có búa nhọn gì không à. Không. Đâu. Đây nè. Parasaurus đây nè, ra test coi.
Tết nào? Ba ra cho rớt không? 240 gì ta? Im im. Này là do cái tao tới ngay lập tức nè. Do cái món thú nó đưa lên nhưng mà nó giới hạn cái level này. Tụt trong. Ồ, 4k3 down luôn rồi, mình Sika này nó ảo. Đó, đưa đưa mượn cái thương cho tao tọt được nhiêu. Mày bao nhiêu ngàn phần trăm đam vậy? Thôi, thôi mình không có tuổi, đừng có la. Chỉ số mới có ít ba không mà kêu nó tạo nhân vật lại. Mày 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 lại mày chọt cái ba sừng coi. Ôi. Số sao nhỏ vậy trả ra. Nè, ba sừng đâu à? Số sao nhỏ. Cái mày, ở đây có trứng của bờ tê nữa nè. Trứng bờ tê cấp mấy? Cấp 50, lượm đi. Mày lượm cái bờ tê dí mày cái mày đâm nó chết luôn. Thấy thịt. Bờ tê đâu dí? À, chuẩn bị nó dí bây giờ nó đâu. Kìa đó. Cưng. Đâm nó. Nó thôi rồi, thôi này là bên Sika là thuộc dạng là hàng bảo kê. Đây, đây ba sừng 300 mấy nữa. Hai con cà lem. Ở đây, là đây. Ba sừng hả? Hiểu luôn. Ê, cấp 300 mấy tâm minh luôn, tâm minh luôn. Đó, 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 bỏ trái cây vô. Cây á? Cái thương này thương độc mà vậy... Thương của mod mà. Mày biết không, cái cây thương mày... này ngày xưa vậy nó mày làm... khỏi, mày khỏi cần làm gì hết. Cứ thấy con nào thú kia tao lợi chọt cái bắt thôi. Ừ, lát tao chỉ cho mày con để chọt. Thì ngày xưa có cái thương này nó hại đời một thanh niên. Mày có nghe câu chuyện bắt thú thành cái thùng không? Thú thành thùng ai? Chưa. Chủ tịch, đó là tao kể, có kể cho mày nghe. Ngày xưa chơi mod Raymo, cái tao dẫn nó vô chơi. Cái bắt thú cầm toàn là cầm đi thương này đi chọt. Cái xong sau này chơi Official X1 á, BVE đã dắt nó vô chơi. Cái nó cầm cây thương, nó chọt chết con phun độc. Cái là nó bỏ thịt vô trong phun độc. Bỏ thịt vô trong phun độc, cái thấy có cái cây kế bên ngứa mắt, cái chặt cái cây kế bên, cái quay lại nó hỏi, ê mày sao con thú biến thành cái thùng. Đó đó, tao gửi tao mấy cái link tập đó cho mày coi. Ngộ thiệt chứ. Rồi rồi, bờ te lớn chưa, làm yên đi. Này của tao. Chưa. Ê, trứng con gì đây? Thật ra là vậy nè anh em, có bữa trước Tết thì mình có quay video á. À mình kể chưa ta? À, đang quay cái sông văng ra cái sông kỹ cắt vô thì là có kể rồi văng ra. Ý vừa tới tôi có nguyên liệu đâu, đưa đưa chi tiên đây. Dạ không có chi tiên. Ơ à, vậy là giết ba sừng lấy keratin làm luôn. Ba sừng nãy ta min đặng á. Oh holy. Vậy mà cũng báo đời báo hại tao. Rồi giờ đam mày là mấy ngàn phần trăm đam vậy? Vậy không có nhiều đâu. Đừng nói hai ngàn mấy ăn. Chưa đủ mày ơi. Mấy 37 à. Này lại phải lấy cái gì đó kìa. Con Bara nó không có đâu. Thôi về đâu, đi đi con... đi. Thì lấy bờ te tao gấp mày đâu. Đi farm chi tin. Về nhà đi tao gấp mày đi farm chi tin làm cái yên nè. Trời ơi cái này mà mã tấu thôi khỏi nói đi. Này mới Tết thì mình khởi động lại nên là cũng từ từ anh em, về nhiều cái quên. À khoan nè nè nè, là đây. Đây. Đâu. Giết con anh Kilo đi. Vậy giết con anh Kilo hả? Giết đi, có trứng rồi, có thú giống rồi, lo gì ba đồ quỷ này. Con thôi nha. Mà vậy giết hai con luôn đi. Khoan, hai con. Khoan, để tao hít con này là nói chứ nghe khoái lắm không? Nghe khoái lắm rồi không? Rồi lúng xuống luôn rồi. Đó, dắt ra cái. Rồi, giết con kia đi. Rồi, có keratin không? Cái lấy cái thương luôn, cái đập thương. Đá. Cái búa đó đá mà ra bao nhiêu lấy cái thương chọt đi. Được nhiêu? Được trăm mấy đủ rồi. Đó, nó chưa đủ làm yên bờ te rồi. Với đạn thiệt chứ. Mày, mình tại vì nói chứ bữa nay đi bắt đại bàng đi anh em, farm thêm ít mây thổ đây, đá đây. Các kiểu. Để tèo. Ơi con bờ tê này của tao ở đây hả? Lớn rồi nè. Mây thổ đi, hết mây thổ đi. Bờ tê. Trời ơi tao cầm. Tao cầm cái thương cái tao chọn cái rồi. Chọn cái xỉu á, bữa tao đi lâu lâu tao cũng chọn thú trúng thú của mình xỉu hoài á, mà tao chọn có trăm mấy đam, mày chọn cái 4000 mấy đam là biết rồi đi. Khoan. Mà... Tao có con này cho mày chơi nè. Thôi hết. Con nó bắt không được đâu. Chơi bắt thú giờ muốn bắt thú làm bẫy hay không làm bẫy? Mày muốn làm gì làm trời ơi. Thì thôi. Tao đây là chiến tướng đây nè. Này này này. Này dạng triệu dân. Nói chứ từ lúc mà mình ra cái hot lại mà nó có thú Anunnaki ấy, mình nhiều lúc mình muốn xây nhà ngay chỗ dòng sông Sabino để mình
canh Pino nó luôn. Vậy tao chơi nó luôn. Thiệt không? Bao nhiêu máu? Tao hả? 100 máu hả? 700 mày. Ôi, mày nên reset đạo lại nhân vật đi. Vậy sao mà chơi được, người ta có cấp 100 để 1 mày 266. Vậy chắc là tao đi boss, gom đồ đi boss cho mày vô mày chọn cầm thương mày chọn boss luôn quá. Chứ sao? Nè nè nè, có Pino thường luôn nè. Phải bắt Pino thường đi. Đó. Con này 5600 đam nha, mày chọc một phát một thôi. Một phát thôi, đó, rồi xỉu rồi. Còn con Pino độc lần trước là mày bắt không có được đâu. Sao không được? Nó quánh này phát chết á. Rồi thử nè, đi thử nè. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tối với mấy xì ghê. Nó tụt turbo nhanh quá, tao chạy trước. Tao chạy trước, nó tụt turbo nhanh quá. Bỏ thịt vô coi ăn kịp không? Không kịp đâu. Không, khoan, tao có cách bắt nó rồi. Mày giết con Pino này cho tao. Lấy thịt đùi. Tụt turbo tỉnh rồi. Nhưng mà lát mày lòn sao đít nó mày chọt phát nữa, cái từ từ đói bỏ một miếng thịt đùi vô là tao min được luôn. Cái lâu lâu mày luồn sao đít mày chọt y nãy cho anh xỉu á. Không, tao chọt giờ là anh chết luôn á. Đâu, con này tới mười mấy cái máu gì á. Máu 5k4 nè, đầy máu lại rồi. Nhanh nè. Ừ, nó xuống tí phút nè mày. Rồi vậy, vậy tao lấy cái hương tao chọt chết Pino này nha. Ừ, rồi xong rồi tao sắn lấy bờ te sấy lấy tí thịt đùi. Rồi. Rồi được 107 miếng thịt đùi rồi. Giờ là rồi, mày, okay, mày luồn lại mày chọt đít nó tao. Ô. Khôn lắm mà. Đó, chạy vô mày tốc độ cao mà. Một phát chí tử nó cho tao. Nó thấy chưa? Đó là cứ lát nha mày canh, mày đứng đó mày lé, canh đi. Lé. Canh nó vừa tỉnh luôn, canh nó vừa tỉnh chứ giờ tao nghĩ là bỏ vô không được đâu. Trời ơi, nó bạc. Nó sắp chết á. Nó tỉnh nó đầy máu, nó tỉnh tí nó đầy máu. Chơi lầy luôn. Không được. Chạy ra đi, chờ. Nó không ăn được. Ăn chờ, tao rọi ống nhòm coi nó đầy máu cái vô chọt nữa. Từ từ nó đang hồi máu. Hồi nhanh lắm. Nè, chuẩn bị à. Con nó mạnh dữ vậy. Ý. Nó xuống 7k769 máu phút rồi. Rồi vô chọt nữa. Từ từ. Đâm vô. Binh xì ke nè, bắt thú là thứ dữ rồi. Đó. Thấy chưa, để vậy cho nó tụt phút đi. Nó tụt tụt vô cực đó mà ai ta min được. Lấy vậy luôn hả? Ăn bỏ trái đen vô thử coi ngăn chặn được nó tụt turbo. Ê mày cho nó ăn độc nó đứng lại kìa. Cho nó ăn độc nó đứng vậy. Để về nhà lấy độc. Cho ăn độc cái nó đứng nó không tụt. Được. Về nhà lấy đi. Này để tao cộng tốc độ bay cho bờ te tao coi. Có lôi theo tao không? Không biết mà sau này sao con ta bỏ cái mod rồi mà thú được cộng nhiều level dữ vậy. Kỳ vậy. Bỏ cái mod tăng level rồi mà sao tao với không lẽ có Minh xì ke vô cái giờ nó hơi lỗi rồi. Kỳ vậy. Rửa thịt cho nó ăn chưa ạ? Chưa, bỏ rồi nhưng mà nó tỉnh rồi. Chạy đi. Nè, tao về tao lấy thịt đùi lại cho mày, có lôi á. Chạy đi. Rồi tao giờ tao lấy độc cái mình giữ cái mình nhồi độc vô cho nó luôn. Được, mày lôi tao ra biển rồi. Này giờ hơi bị ảo diệu rồi. Nhà không biết còn narcotic không, mình úp vô coi. Hên quá, về nhà có thức ăn luôn anh em. 13 bình narcotic, có narcoberry không? Ấy, 2000 trái là đủ tamin con này rồi. Có con Pino độc này là đi tamin thú cũng số dách. Ê. Mày thú mày để đẳng rồi hả? Ừ. Mày lôi tao rồi. Này đây. Làm gì dục mày thải tao nói vậy? Chứ đừng cầm cái thương mày chọt bờ te nha. Chọt chết luôn sống gì nổi. Đâu rồi mày? Đâu rồi? À đây. Hay bay lôi luôn đi. Không chết.
trụng nước. Lũng trụng nước tao luôn. Rồi rồi rồi, chơi được, chơi được. Cái này, cái bài này chơi được rồi. Quái thú kiểu này là easy quá. Để chơi game chán vậy mày. Giống chán lắm. Cắn cái rống như rắn hổ ở rồi chán. Mày ngang giật mày cấp 266, người ta có 101 đây. Rồi, vô 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 chiến đấu, vô vô. Nó chạy như The Last rồi. Bino, Bino chưa. Bino chưa kịp phản ứng luôn á. Siêu chiến binh. Nè thấy không, cho ăn độc nó đứng lại luôn nè. Được được được, thấy không, nó đứng lại vậy là được. Trời ơi, sắp được rồi. Được mấy phần trăm rồi, đó. Ngon chưa, nãy nó đói sẵn rồi. Ấy đi, tao đây, tao chơi yên. Ừ. Yên nó hình như là... Badass Sabino. Hàng. Bắt thú kiểu này quá dễ dàng. Ủa cái yên đó là yên Sabino về bình thường hay là phải chế cái yên xịn hơn nữa? Bino của Anunnaki. Cái Bino đó tao không... đỏ. Cái đó tao không biết à. Mày sợ lên mày sợt mày coi. Tao không thấy rồi đó. Tao giờ đang cho nó giữ độc cho nó rồi. À, Alpha Sabino phải không? Ừ, con này có cấp 250 vậy. Cấp nhỏ quá à. Ý gì vậy? Thằng nào vậy? Nào dám giết Sako giết mày kìa. Sako cấp 400 mấy giết. Đó, Minh Sì Ke tỉnh dậy cho đi đái liền phải không? Còn tí nữa con bờ tê mày quy tiên hả? Mày chọt xém trúng phải không? Tao biết mà. Tao biết mày mà. Không, cái con Sako đang cắn phơi. À, đâu mà. Đâu, con cá sấu bay là con nào đâu? Lúc trước hà hiếp tao lắm, là tao giờ cá sấu bay là giờ tao thấy cá sấu bay cà bô sâu chết gì. Đâu rồi? Muốn thấy vô đầm lầy. Mà chứ nguyên cái Tết này mày. Ô mày. Ê, ở đây có Bino nè. Thôi có Bino, giờ bắt Bino mod à. Thu mod thôi. Con này từ từ, con nào bình thường khỏi bắt. Đấy con Bino này mà đi bot có vẻ có lý mày. Không biết đam bằng Minh Sì Ke không? Tối. Nói chứ tao nghĩ cộng thì nếu mà có... Ê! Gì? Ê! Thôi bỏ đi, Bino lửa, bỏ đi. Bino lửa, lại chọt thử phát, mày cứ đề ba đi, mày được hồi sinh về tao mà, lo gì. Đau quá, nó không đói. Ui, được rồi. À, được cấp 209 không? Bino lửa là đây nè con. Bố đang chờ mày nè. Đem về. Đâu, 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 Minh Sì Ke đâu. Rồi, nó cắn trái Sako dưới nước luôn. Thì sao công thâm hậu thiệt. Vậy mày bắt Sako rồi hả? Không, đâu có đâu. Tao coi Bino lửa thôi. Định chọt nó mà thôi. Mày đâu? Tao bị kéo rồi. Nhưng mà tao không biết mày đâu ấy. Nè. Ê, cái con đầu bùi nè. Chọt nó cái coi. Mà sợ nó chết đó. Nên coi con này cấp mấy. Ôi 3.001 máu không được, bắn nó hơi. Vậy mày lấy đầu bùi làm gì? Trời. Đầu bùi gì vậy? Con ba chi dạng đầu bùi á. Đấm ê mày theo mày đấm tay á, mày đấm tay á khỏi cần bắn, mày tao nghĩ mày đấm tay mạnh hơn á để tao soi ống nhòm coi. À, tao sao ống nhòm cho mày đấm tay nè, phát. Một phát. Đó, lên khúc tu bù. Tài ngắn quá. Phát nữa coi, hai phát nữa là tỉnh, xỉu à. Đó, phát nữa rồi. Sắp chết tao luôn. Phát nữa là xỉu á. Gì sắp chết. Tao đấm vô nó phản đạm sắp chết tao cái gì. Đấm luôn, chết luôn, chiến binh mà, đó. Hoàng giáp to này tính hà hiếp Minh Sì Ke mày. Không dám đâu. Nói chứ thôi kệ, bỏ con này không quan tâm.